hôm nay Trâm Anh chia sẻ cho mọi người thêm một món, đó là trà chanh mộng mơ. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với Passion Linh TV. Tiếp tục với chủ đề trà chanh hôm nay, Trâm Anh chia sẻ cho mọi người thêm một món, đó là trà chanh mộng mơ. Nghe cái tên thôi chắc mọi người cũng hình dung ra được là món trà này thơ mộng và lãng mạn đến mức nào rồi đúng không? Vâng, món trà này là sự kết hợp giữa việt quất và nho tạo nên một màu xanh rất là nhẹ nhàng. Và không để mọi người chờ lâu được nữa, bây giờ chúng ta cùng làm ngay thôi nha. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Xì gấp nho 30ml, mứt việt quất 30ml, nước cốt chanh 15ml, nước đường 30ml, trà xanh hoa nhài 5g và nước nóng 100ml. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the was wrong, and I'm still on my way, closer to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà Trâm Anh đã hoàn thành xong ly trà chanh mộng mơ rồi. Trà chanh làm theo cách này sẽ rất là thơm mát vì chua chua của chanh kết hợp với vị chát của trà và mùi thơm của nho và việt quất làm cho món đồ uống này trở nên cực độc đáo và giải nhiệt những ngày nắng nóng đó nha. Các bạn hãy làm thử đi nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và nếu cảm thấy hay đừng ngần ngại bấm thích và chia sẻ để cho những người thân của mình cùng nhau xem nhé. Và nhớ hãy để lại thật nhiều comment món mà các bạn yêu thích để Trâm Anh và đội ngũ ekip có thật nhiều động lực để thực hiện những video tiếp theo nha. Trâm Anh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.